thưởng dụng và 5 kịch bản cho Tô Lâm. Vào ngày 20 tháng 3, Trung ương Đảng nhóm họp để cho ông Võ Văn Thưởng thôi hàng loạt các chức vụ mà ông đang nắm giữ. Cũng kỳ họp này, Trung ương Đảng biểu quyết thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, người vừa bị Tô Lâm bắt sống trước đó không lâu. Tiếp đó vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội đã họp phiên bất thường lần thứ 6 của khóa 15 để gật những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trước đó một ngày, đã bỏ phiếu cho thôi chức chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng. Còn nhớ vào năm ngoái, cụ thể là vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cũng đã họp phiên bất thường để tiến hành miễn nhiệm chức chủ tịch nước và cho thôi vai trò đại biểu Quốc hội của Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng đến ngày 2 tháng 3 năm 2023, Quốc hội mới bầu chủ tịch nước mới. Như vậy, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, các bên đã đùn đẩy nhau đến 45 ngày sau mới ngã ngũ ai là người chủ tịch nước kế nhiệm. Ông Võ Văn Thưởng chính thức bị phế truất. Lần này thì lại khác, ông Thưởng rời ghế vào lúc đã gần đến thời điểm tổ chức đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ còn khoảng 1,5 năm nữa. Đây là khoảng thời gian các bên đánh nhau dữ dội nhất để mà tranh giành ghế. Tô Lâm dường như muốn vào tứ trụ để hưởng suất đặc biệt, nhưng ông cũng muốn an toàn khi ngồi vào ghế này, chứ không lắm rủi ro như bốn đời chủ tịch trước đó. Bản thân Tô Lâm thì rất tham vọng và thâm sâu. Trước khi ngồi vào ghế chủ tịch nước, ông phải bố trí cho được để các đồ đệ hưng yên của ông ngồi vào những chiếc ghế có thể hỗ trợ quyền lực cho ông. Nếu ngã giá được những vị trí mà ông nhắm đến thì Tô Lâm có thể an tâm, nếu không thì một khi ông đã ngồi vào ghế chủ tịch nước sẽ rất nguy hiểm. Ông có thể gặp đại họa như Trần Đại Quang, và có 5 kịch bản cho Tô Lâm, trong đó có 3 kịch bản thành công và 2 kịch bản thất bại. Có 5 kịch bản cho Tô Lâm, liệu ông có giật được kịch bản nào hay không? Kịch bản thứ nhất là Tô Lâm ngồi vào ghế chủ tịch nước, Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế trưởng ban tổ chức Trung ương. Nếu kịch bản này xảy ra thì đây là thắng lợi to lớn cho nhóm Hưng Yên. Khi đó Tô Lâm hoàn toàn có thể thâu tóm được cả 2 chức chủ tịch nước và tổng bí thư, đồng thời kiểm soát hết phần còn lại. Kịch bản thứ nhì, Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy không hoàn hảo như kịch bản thứ nhất, nhưng kịch bản này cũng mang lại lợi thế lớn cho Tô Lâm. Bởi khi đó, Tô Lâm vừa có chân trong tứ trụ, vừa kiểm soát Bộ Công an. Kịch bản thứ ba, Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước, Nguyễn Duy Ngọc ngồi ghế trưởng ban tổ chức Trung ương, nhưng Bộ Công an lại rơi vào tay nhóm Nghệ An. Kịch bản này cũng không tệ, bởi khi đó Nguyễn Duy Ngọc hoàn toàn có thể dùng hồ sơ đen để mà sai khiến các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng bỏ phiếu cho Tô Lâm. Kịch bản thứ tư là Tô Lâm ngồi ghế chủ tịch nước nhưng để mất Bộ Công an vào tay kẻ khác và cũng không chiếm được chức trưởng ban tổ chức Trung ương cho đàn em Hưng Yên. Đây là kịch bản tệ. Lúc này Tô Lâm không có thế lực đằng sau hỗ trợ thì khó mà làm nên cơm cháo gì, thậm chí có thể khó bảo vệ được tính mạng của bản thân. Kịch bản cuối cùng, đấy là Tô Lâm ngồi lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an, bởi nếu không ngã giá được chức trưởng ban tổ chức Trung ương và chức Bộ trưởng Bộ Công an hoặc một trong hai chức này cho phe Hưng Yên, thì tốt nhất Tô Lâm nên chấp nhận ngồi lại ghế Bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ rồi về vườn. Nếu thế lực hậu thuẫn không đủ mạnh và vẫn ham hố, nhèo vào ghế chủ tịch nước thì có khi lại thiệt thần. Bài học của Võ Văn Thưởng rất rõ ràng, ông Thưởng ngồi chơ vơ trên ghế chủ tịch nước, không có phe cánh nên bị phế truất rất nhanh. Nhưng nếu Tô Lâm ngồi chơ vơ trên ghế này thì khả năng là ông ta sẽ bay màu như Trần Đại Quang, bởi kẻ thù của ông sẽ không dễ dàng để cho ông chỉ bị phế truất mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thưởng dụng và 5 kịch bản cho Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vụ án Vạn Thịnh Phát, phiên đấu giá tại tòa đang hồi gây cấn.
Vào ngày 5 tháng 3, sau khi ngày xét xử đầu tiên vụ án Vạn Thịnh Pháp bắt đầu, báo chí được lệnh tung tin rằng vụ án Vạn Thịnh Pháp trong 86 bị cáo có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Đây là cách tạo áp lực đối với các bị cáo rằng nếu muốn được khoan hồng thì phải chạy tiền. Các quan chức trong cơ quan tố tụng biết chắc rằng những bị cáo này có rất nhiều tiền nên phải nói thách mức án thật cao như thế. Lời nói thách của cơ quan tố tụng trước khi xét xử vụ án Vạn Thịnh Pháp. Vạn Thịnh Pháp không phải là trường hợp đầu tiên cơ quan tố tụng làm như thế. Trên thực tế họ đã làm như vậy trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ giải cứu, cơ quan tố tụng đã nói thách đến 18 án ở khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Ở thời điểm đó, Thời báo .d cũng đã bình luận rằng đây chỉ là cách nói thách để buộc các bị cáo phải chạy trọt. Kết quả, sau khi phiên tòa kết thúc, không có bất kỳ một án tử hình nào, 4 án chung thân và không có án trên 20 năm. Quá trình xét xử tại tòa chỉ là phần nổi, bề mặt mà cơ quan tố tụng muốn cho thấy, còn phần chìm là chạy án đằng sau cánh gà của sân khấu diễn vở tuồng công lý. Tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Pháp vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề nghị mức án đối với 86 bị cáo, trong đó có một án tử hình và 4 án chung thân. Đây được xem là mức án đã giảm đi nhiều so với mức báo chí công bố trước khi xét xử. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ mà chúng tôi nhận được, các bên vẫn còn đang tiếp tục thương lượng và mặc cả với nhau. Cuối cùng sẽ chẳng có án tử hình nào hết cả, tương tự như vụ chuyến bay giải cứu vậy. Lời nói thách đã giảm xuống. Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Pháp dự kiến kéo dài đến ngày 29 tháng 4 sẽ còn rất nhiều thời gian để các bên mua bán sau cánh gà. Khi nào bên cần bán công lý nhận đủ tiền thì tất nhiên họ sẽ giảm án. Có thể hiểu những phiên xét xử đại án kinh tế thế này là cơ hội để các quan chức thực hiện công tác tố tụng kiếm trác bạc tỷ. Bản án được réo trước tòa nhưng tiền mua án thì chung chi dưới gầm bàn. Trong quá trình xét xử, nếu bên mua án mà co kè bớt một thêm hai thì quan tòa sẽ hét án nặng để buộc bên mua phải chi tiền theo ý bên bán. Trong trò chơi đấu giá này, ai trả tiền cao thì án đó được giảm nhiều. Hiện nay, trò đấu giá án của vụ án Vạn Thịnh Pháp đang đến hồi gây cấn. Dự đoán bà Trương Mỹ Lan sẽ thoát án tử và tất nhiên các quan tố tụng sẽ được quả đậm. Bà Lan không có quyền lựa chọn, bên bán ra giá bao nhiêu thì bà cũng phải chấp nhận. Trước đây, những vụ án kinh tế lớn thường đi kèm những bản án vô cùng nghiêm khắc. Vụ án Minh Phụng và vụ án Tân Trường Xanh cách đây 20 năm là một ví dụ. Lúc đó, quan chức ngành công an, tòa án và viện kiểm sát còn ngây thơ hơn, chưa dám mạnh tay buôn bán công lý như ngày nay. Ngày đó có thể người Cộng sản không táo tợn và quỷ quyệt như bây giờ. Dự đoán là bà Trương Mỹ Lan sẽ thoát án tử. Khi tam quyền phân lập không tồn tại, thì đất nước không thể có tư pháp độc lập. Do đó không thể ngăn được tình trạng oan sai do án bỏ túi cũng như tình trạng mua bán công lý hiện nay. Nếu tòa án vì công lý sẽ mang lại bình yên cho xã hội, còn tòa án vì tiền thì chính nó gây nên bất công và từ đó tạo ra bất ổn cho xã hội. Người có tiền mua án thì sẽ thoát án dù họ có phạm tội tày đình hay không. Người không có tiền thì bị án nặng, án oan. Câu chuyện làm thất thoát của nhà nước tới 15.000 tỷ đồng, tức là tiền của nhân dân, thì được hưởng án treo. Còn ăn cắp một con vịt về nhậu thì phải nhận bản án đến 7 năm tù giam. Là minh chứng cho thứ công lý vì tiền do Đảng tạo ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin vụ án Vạn Thịnh Pháp phiên đấu giá tại tòa đang hồi gây cấn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d